mời cả lớp chấm hay lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn theo tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Tay phải nắm vào bắp tay trái. Nghiêng người qua bên phải thở sau kéo căng bắp tay. Lên hít sâu vào. Tay trái nắm vào bắp tay phải. Rồi kéo căng nghiêng người qua trái thở sau đổi tay là nhạc. À, nghiêng đúng rồi. Rồi kéo căng nghiêng. Lên hít sâu vào. Nghiêng phải thở rằng tay sau đầu lan. Đưa cái tay mình ra sau đầu. Nắm. Lên hít sâu vào. Nghiêng thở rằng hít sâu vào. Thở rằng hít sâu vào. Thở rằng hít sâu vào. Thở rằng giữ lại 5 4 3 2 1 hít sâu vào. Thở rằng 5 4 3 2 một là hít sâu vào. Gấp cái tay trái ra sau lưng. Ôm khuỷu tay kéo qua. Tay phải ôm khuỷu tay trái kéo ra sau đầu. Gấp xuống sau lưng. Đưa tay phải ra sau. Nắm lại với nhau. Không tới thì lấy dây nắm vào. Hít sâu vào. Cúi xuống thở rằng nâng lên hít sâu vào. Cúi xuống thở rằng lên hít sâu. Cúi thở rằng cúi xuống. 5 4 3 2 1 lên hít sâu vào. Hạ tay xuống thở rằng đỡ tay. Tay nào cứng mình nâng nó lên trước. Đẩy căng lên. Vươn tay phải lên gấp ra sau nắm tay trái. Bật cái khuỷu tay ra sau đầu nhạn. Ra sau đầu khuỷu tay phải ra sau đầu. Đúng rồi. Đẩy sau. Cúi xuống thở rằng nâng lên hít sâu vào. Cúi xuống thở rằng nâng lên hít sâu vào. Cúi xuống thở rằng 5 4 3 2 1 lên hít sâu vào. Hạ tay xuống thở rằng xoay vai. Xoay ngược lại. Vỗ tay về trước. Ra sau. Hai. Thẳng lưng lên. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Vỗ mạnh ra sau. Bảy. Tám. Chín.
Người thả chân ra, giữ chân thả lỏng, xếp đổi chân, vặn cột sống, đưa tay phải ra sau, tay trái nắm tay phải kéo căng úp vào eo bên trái, đưa cái tay ra sau nắm chỉ làm nắm tay kéo về phía trước úp vào eo, rồi tay tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng lên, hít sâu, xoay phải, thở ra, trở về, hít sâu, xoay, thở ra, trở về, hít sâu, xoay, thở ra, xoay cổ, xoay vai, trở về, hít sâu, xoay, thở ra, xoay thêm, trở về, hít sâu, xoay, thở ra, xoay tối đa, thớt bụng, thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay, mở đổi bên, đưa tay trái ra sau, tay phải nắm cổ tay kéo về phía trước úp vào eo, kéo căng sống hết cánh tay của mình, rồi mới đặt tay phải lên đầu gối trái, thẳng lưng lên, hít sâu, xoay trái, thở ra, trở về, hít sâu, xoay, thở ra, trở về, hít sâu, xoay, thở ra, xoay cổ, xoay vai, trở về, hít sâu, xoay, thở ra, xoay tên, trở về, hít sâu, xoay, thở ra, xoay tối đa, thớt bụng, thở hết hơi ra, không thở, trở về, thả lỏng tay, đưa tay phải trước mặt co cẳng tay lại, rồi đưa tay trái qua chồng sâu, qua đưa sâu, qua chồng sâu, qua chéo, qua chấp tay, hãy sâu vào, nâng tay vuông cầm ưỡn ngực lên, thở ra, cong lưng ra sau, rút rốn xíu cơ bụng, thở ra, nhẹ hai cẳng tay em chéo lại với nhau, bàn tay chéo qua chéo lại với nhau, đưa vào giữa ngay mặt lên, hít sâu vào, nâng lên, cảm nhận cổ vai gáy cánh tay, thở ra, cong lưng ra sau, rút rốn xíu cơ bụng, thở ra, hít sâu vào, nâng lên, nâng cái khuỷu tay cao lên mới nghe tác động vô, 5 4 3 2 1, thở ra, cong lưng ra sau, thở ra, cuộn sau cổ, 5 4 3 2 1, lên, hít sâu vào, tháo tay ra, thở ra, bây giờ đổi tay, đưa tay trái gót vuông trước mặt mình, rồi chồng tay trái lên, tay phải lên, đưa sâu qua, chồng cái tay phải sâu qua, đưa cái khuỷu tay sâu qua, chừng nào tréo lại được dễ dàng hơn, chắp hai bàn tay lại với nhau, hít sâu vào, nâng lên, nâng cao, khuỷu tay ưỡn ngực vuông cầm, thở ra, cong lưng ra sau, rút rốn xíu cơ bụng, thở ra, bữa sau tuyết để cam gần hơn, để quá xa, lên, hít sâu vào, nâng cao lên, thở ra, cong lưng ra sau, xích cơ bụng lại, thở ra, cảm nhận cổ vai gáy, lần nữa, hít sâu vào, nâng cao lên, 5 4 3 2 1, thở ra, cong lưng ra sau, thở bụng, thở ra, 5 4 3 2
Một là nín sâu vào, tháo tay ra, thở sầm. Lấy hai viên gạch đặt hai bên đầu gối. Chống tay lên, xích cái bụng, nâng mông lên. Ra xuống. Hai, lên. Xuống. Ba, lên. Xuống. Bốn, lên. Xuống. Năm, lên. Xích bụng lên. Năm, bốn, ba, hai, một. Hạ xuống. Tháo chân ra. Giũ hai chân thả lỏng. Chống nguyên lên, thở lưng mèo, lấy dây số 8, lấy dây số 8 ra. Để đây chuẩn bị. Tay chân là bốn gốc vuông. Nhớ mặt trong của tay hướng vào nhau, khuỷu tay hướng ra ngoài. Tay cán vá thì mình hơi chùng cái khuỷu một xíu. Đừng có lội ngược cái mặt trong tay ra. Cong lưng lên, rút rốn, xích bụng, thở sầm. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rốn cổ lên. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xích bụng, thở sầm. Hít sâu, chung lưng, rốn cổ. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xích bụng, thở sầm. Hít sâu vào, chung lưng rướn cổ. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xích bụng, thở sầm. Hít sâu vào, chung lưng rướn cổ, giữ lại. Đừng nhún mày, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt. Suy nghĩ vào lưng giữa, lưng trên, giữ lại nào. 5, 4, 3, 2, một, cong lưng lên, rút rốn, xích bụng, thở sầm. Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Rồi tay trái của mình chống ở giữa hai vai. Rồi chống lên cái cọng dây số 8. Rồi tay phải. Nè, tay phải nắm một đầu dây. Hít sâu vào, nắm. Tay phải nắm dây kéo lên, xích bụng, thở ra kéo lên. Xuống, hít sâu vào, thở ra kéo lên. Hít sâu, ba, thở sầm. Hít sâu, bốn, thở ra kéo lên. Hít sâu, năm, thở ra lên. Rồi giữ ra kéo lên. Năm, bốn, kéo lên. Ba, hai, một, và xuống. Đổi tay. Tay phải chống lên dây số 8. Một đầu. Hít sâu vào, tay trái nắm kéo lên. Thở ra. Hít sâu. Hai, thở ra. Hít sâu. Ba, thở ra. Hít sâu. Bốn, thở ra. Hít sâu. Năm, thở ra lên nào. Năm, bốn, ba, hai, một. Xuống. Cong lưng lên, rút rốn, xích bụng, thở sầm. Hít sâu vào, trương người lên, uốn cong lưng. Thu về em bé thở sầm.
Đấy, sao trương ngươi lên lui về thở sầm. Đấy, sao trương ngươi lên lui về thở sầm. Đấy, sao trương ngươi lên lui về thở sầm. Đấy, sao trương ngươi lên lui về thở sầm. Lần nữa hít sâu trương người lên, xề vai ưỡn ngực uốn cong lưng, xề vai xuống ưỡn căng lồng ngực tới, vươn cầm lên không nhướng mày không nhân trán. Chị Hoa dời hai tay xích lên trên, dời hai bàn tay xích lên, rồi chùng tay xuống nhạn, kéo vai ra phía sau. Rằng ăn đúng rồi đó. Dung chùng tay thêm một xí, ưỡn ngực vào lưng giữa. Thảo chùng tay, Trần Thảo chùng tay xuống một xí. Từ từ hạ xuống, thở ra, hạ người nằm xuống thở ra. Có hai cẳng tay, có hai cẳng tay nâng ngực lên vào tư thế nhân sư. Khuỷu tay nhớ chống ngay dưới vai, khép khuỷu tay là chống ngay dưới vai Trần Phượng, rồi nâng ngực lên. Trần Phượng nâng ngực, đúng rồi, khuỷu tay chống ngay dưới vai, tay góc vuông, khép chân lại, duỗi thẳng mũi chân ra, thở hết hơi ra, hít sâu vào, xiết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, cơ bắp chân, thẳng gối, nâng ngay chân lên, nâng ngay chân, thẳng gối, thẳng gối. Hạ xuống, không có gấp chân lại, nhạn, không có gấp đầu gối. Mình cảm nhận mặt căng sau của hai chân lên dài lên lưng. Hít vào, nâng ngay chân lên, siết bụng dưới lại, nâng ngay chân lên nào. Xuống, xuống, ba, lên, xuống, bốn, lên, xuống, năm, lên, xích cơ bụng nha, không nghe đau thắt lưng, xuống, sáu, lên, xuống, bảy, lên, cảm nhận săn chắc lên cơ mông, xuống, tám, lên, đừng gấp chân tí, duỗi căng chân ra nữa, đúng rồi, xuống, chín, lên, nâng ngực lên, vươn cầm lên, xuống, 10, lên, lên ạ. Rồi tách chậm hai chân nè, một, tách chậm hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, nghe mỗi bắp chân, bắp đùi, cơ mông, 10, hạ xuống, thở ra, thả lỏng ra. Hai tay cầm hai đầu dây, duỗi thẳng qua khởi đầu, thở hết hơi ra, hít sâu vào, nâng đầu tay chân lên và xoay tay ra sau, lên ạ. À, xoay cánh tay ra sau, hít vào, cầm dây và xoay tròn tay ra sau, trở về, hạ xuống, thở ra. Hai, lên, xoay tròn tay ra sau, có cầm dây sẽ căng dây, trở về. Ba, lên, chậm chậm xoay cánh tay tròn ra sau, trở về. Bốn, lên, xoay ra sau, xoay tròn cánh tay chồng, trở về.
Năm lần trở về sáu lần trở về bảy lần trở về tám lần trở về chín lần trở về mười lần. Nó nào, rồi hai tay ở phía sau nè, căng ngang qua, một trở về, hai căng ngang lên ngang vai trở về, ba xuống, bốn xuống, năm xuống, sáu xuống, bảy xuống, tám xuống, chín người mình căng lên xuống, 10 giữ 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hạ xuống. Hít thở sâu. Gấp hai chân lên. Dây trồng qua hai chân. Tập cây cung toàn diện. Thở hết hơi sàn. Hít sâu vào. Xoay hai khuỷu tay lên. Xoay lên nào. Bung lên. Xoay hai khuỷu tay bung lên. Xoay tay trở về. Hạ người xuống thở sầm. Nhớ trong hai mũi chân qua. Rồi xoay đều một lần hai khuỷu tay lên. Và khi trở về xoay đều hai khuỷu tay xuống. Thở hết hơi sầm. Hít sâu vào nâng người lên. Xoay hai khuỷu tay lên. Nhạn chưa nhìn ra vấn đề nhìn cô. Nhạn không đúng. Lan xoay cả hai khuỷu tay, vừa nâng chân lên, xoay tay. Rồi nè, nhìn cô nè, xoay hai khuỷu tay trở về, hạ xuống, thở ra, lắng nghe khớp vai. Đang tập mở vai, mở lưng, tập trung tâm trí vào. Thả lỏng hai khớp vai ra mới xoay lên, xoay xuống được. Để mở vai cho khí huyết nó lưu thông ra hai cánh tay và lên não của mình được dễ dàng. Do tê tay, do tắc nghẽn ở hai cánh tay, máu không ra được hai cánh tay thì tê tay. Còn thiếu máu não do tắc nghẽn ở khớp vai, đầu ngay cổ rồi không lên được não. Cố gắng lên nè, trông vô nhạn, nhìn cô trước đi, Lan nữa. Thở hết hơi ra, không thấy thì lại gần màn hình nhìn vô. Hít sâu vào nè, vừa bung chân kết hợp tay chân toàn thân, xoay khuỷu tay đi lên, xoay lên rồi bung chân ra. Hành ơi, trở về, không có một cái mình gấp đôi dây lại thành, chứ không phải trồng một đầu vô. Gấp hai cẳng chân lên, hai tay cầm hai đầu dây. Rồi cái đoạn giữa là trồng qua mũi bàn chân, chứ không có một đầu dây trồng vô vậy, xa quá, dài quá. Tuyết nhìn ra chưa Tuyết ơi? Nè, hai tay mình đang cầm hai đầu dây, gấp chân lên rồi trồng dây qua mũi bàn chân, trồng qua mũi bàn chân rồi giữ ở đây, đưa tay ra phía sau giữ, không có xoay sẵn lên. Thở hết hơi ra.
Lên à, hít sâu vào. À, vừa nâng đầu, nâng chân, rồi xoay khuỷu tay, bung lên, đúng rồi Phượng. Bung cao lên. À, căng nữa Thảo ơi, Trần Thảo chân chân căng ra sao để bật cái khuỷu tay cao lên. Cao lên. Bung cao nữa chị Hồng. Chị Hoa Hằng xoay tay trở về, thở ra nhớ tay chân đều nhau. Bốn lên nè, nè cô cầm hai đầu dây nè, thấy không, cô gấp chân nè, cô mới đưa qua mũi bàn chân, rồi cô xoay lên, lên nào, đó, xoay cả hai khuỷu tay lên, chân bung ra, nâng đầu lên, nâng ngực lên. Chị Hoa bật chân mạnh ra sau, bật chân mạnh, đúng rồi Trần Hằng, tốt quá. Thảo bật chân mạnh và bung tay cao lên nữa Thảo, cao lên, cao lên. Dung bật chân ra, nâng thân trên lên, xoay tay trở về, thở ra cứ nhịp nhàng nhịp nhàng. Ban đầu khớp vai cứng mình xoay mình nghe tức tức tức, nghe đau, từ từ nó sẽ linh hoạt hơn, nó biên độ khớp của nó rộng hơn. Sáu lên, xoay lên, đó, trở về. Phải kết hợp tay chân, thân thể, hơi thở, tâm trí. Bảy lên, xoay lên, nâng cao lồng ngực lên, bật chân ra sau, bật chân ra sau, bật ra nửa thành, bật ra sau chị Hồng, bật ra sau chị Hoa, bật ra sau Dung. Xoay tay trở về, tập được bao nhiêu hay bao nhiêu đi. Lan và Nhạn ngồi nhìn không, cứ cho là mình không làm được thì là sao mình làm được, làm được bao nhiêu. À, tập bấy nhiêu cơ thể mình cho phép làm được tới đâu hay tới đó. Nếu như chưa xây được thì em cầm giày, em bung giày coi cho cô. Đó, chưa xây được khuỷu tay thì nâng giày. Bảy lên, xây lên nào. Lên. Xoay về, thở ra. Nè Lan, nè dây cầm nè, trồng hoa nè, không xây được nè, không xây được, tập theo không xây được nè, đó, không, đó, đó, dây mà tuột thì kẹp hai ngón chân cái vào, tám lên, xoay lên, trở về. Chín, xoay lên, tập đi cho cái mặt sau lưng của mình mỏng lại. Trở về, chứ để mở dây trùng trục ở ngoài sau lưng, mặc áo ngực vô, nó phù ở trên một cục, phù ở dưới một cục. Tám lên. Trở về. Cái đó là nói về thẩm mỹ thôi, chứ còn về sức khỏe thì rất là tốt, đủ thứ. Xoa bóp nội tạng, cột sống linh hoạt, dẻo dai, khỏe mạnh. Tay chân, khí huyết lưu thông tốt hơn. Lên à, 10 lên, xoay lên. Bung cao, rồi. Co lại, co tay chân lại nè. Lên, gấp vào. Tám lên, cố lên, gấp vào. Bảy lên, cố lên nào, gấp vào. Sáu lên, gấp vào, khuỷu tay vẫn ở phía trước luôn Trần Thảo. Rồi, gấp tay chân lại. Năm lên, lên nào, căng ra. Đúng rồi, Phượng tập tốt á. Gấp vào.
Bốn lên, căng đều tay chân lên, bung lên, lan gấp vào, ba lên gấp vào, hai lên gấp vào, lần nữa nào, lên lên nào, rồi lăn bụng massage nội tạng, một hai ba bốn, mạnh lên, năm sáu bảy tám chín 10, hạ xuống, hít thở đi, hít thở sâu, chi chưa gì hết là ngồi thở oxy hoại lạng, cứ tập theo khả năng của mình, nhích được chút nào hay chút nấy, chứ ngồi nhìn hoài sao mà level nó tăng. Hít thở sâu, rồi lần này nè, lấy một đầu dây tròng vô hai chân, mình sẽ tập bắp tay bắp chân, mở nắp tay nè, một đầu dây tròng vô hai chân, rồi một đầu dây cầm, cầm nè, đưa nó lên, hai tay luồn vô, hai tay luồn vô, dây dễ chạy dễ tuột thì kẹp hai ngón chân cái vô, hai tay căng lên, cái khuỷu tay gấp sẵn lại để ở phía trên, thở hết hơi ra, mình nâng đầu lên và tay mình nâng lên giữ ở đây, chỉ có chân di chuyển nè, hít vào duỗi chân ra, thẳng ra ngoài, thẳng ra sau, tay mình vẫn gấp ở phía trên đầu, rồi gấp chân vào, thở hai, hít sâu duỗi chân ra, tập cho bắp chân thon lại đi nào, gấp vào, thở ba, ngực luôn luôn nâng lên, gấp vào, bốn duỗi ra, gấp vào, năm gấp, sáu gấp chân, bảy gấp vào, tám gấp vào, chín gấp vào, 10, lên lên nào, rồi căng căng tay chân đều nhau luôn, căng lên chiếc thuyền ngược, căng tay chân chiếc thuyền ngược, đúng rồi Phượng, đúng rồi Thành, đúng rồi Hằng, đúng rồi Thảo, đúng rồi chị Hồng, chị Hà, căng đều, nâng lồng ngực lên, siết lại, chỉ có bụng chạm sàn thôi, 10, 9, 8, 7, đúng rồi Nhạn, thẳng tay, tay Nhạn thẳng về phía trước nữa, tốt, Lan, đúng rồi, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, hít thở sâu. Chống tay, nâng người lên, chóp mặt, thở sàn. Cúi xuống, rút rốn, xếp cái bụng lại, thở sàn. Nhón gót co gối, xếp cơ bụng, mắt nhìn về đầu thảm, ý vào. Xếp cơ bụng bật lên, chiếc ghế, thở sàn. Vươn tay lên, chiếc ghế. Rồi, giữ nè. Lực mà lên gót chân là không có mỏi, không có mỏi đầu gối. Tay ra sau, tay quạt ra phía sau. Rồi tay quạt về phía trước, xoay tròn. Nè, quạt ngang ra phía sau. Quạt ngang ra phía sau, lòng bàn tay hướng vào nhau. Rồi quạt ngang về phía trước. Ba, ra sau, về trước. Bốn, ra sau, quạt tay ngang ra phía sau, lòng bàn tay hướng nhau. Rồi quạt về trước.
5. Quạt tay ngang ra phía sau lòng bàn tay hướng vào nhau kéo gần lại với nhau, nhấc mông xuống. 5, 4, 3, 2, 1. Ngồi xuống luôn. Duỗi chân về trước. Hai tay cầm dây. Tròng qua mũi bàn chân. Tròng qua mũi bàn chân. Rồi thẳng lưng lên. Mũi bàn chân dựng đứng lên thẳng gối, thẳng lưng. Hít sâu vào. Hai tay nắm dây kéo, xiết cơ bụng thở ra kéo. Thẳng lưng lên, xiết cơ bụng lại. Thẳng tay hít sâu. Hai thở ra kéo. Người mình bất động, chỉ có tay nắm dây kéo thôi, hít sâu. Người mình à, thân vuông góc với hai chân, giữ bất động, thẳng lưng lên thành. Ứng ngược lên, thẳng lưng lên. Ba, thở ra kéo, xiết bụng thở. Hít sâu. Bốn, thở ra kéo là rút rốn, xiết bụng vào. Và hai cái khuỷu tay mình sát vô bên sườn chứ đừng có quảnh ra ngoài. Hít sâu. Năm, thở ra, ưỡn ngực lên xí nữa dùng. Nhạn, thẳng lưng lên xí nữa. Hường, thẳng lưng lên. Hít sâu, vươn dài đỉnh đầu lên. Năm, thở ra. Hít sâu. Sáu, thở ra. Hít sâu. Bảy, thở ra. Hít sâu. Thành. Phải trồng. Trồng dây qua. Đúng rồi, sao dây em giảm nhiều vậy? À, tám, thở ra. Hít sâu. Chín, thở ra. Kéo thoải mái vai cổ nha. Không có gồng cổ gồng vai. Chỉ kéo cái phần bắp tay của mình nè. Hít sâu. 10, xích cái bụng thở ra. Giữ nào. Kéo nhạn thẳng lưng. Ưỡn ngực vuông dài đỉnh đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi trong một đầu dây qua hai chân. Rồi hai tay nắm dây. Hai tay nắm dây. Mình bốn ngón tay luồn vô trong đi. Luồn vô trong. Ngón tay cái nằm ở ngoài. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào, xiết cơ bụng lại và cuộn từng đốt sống lưng xuống. Gồng chắc bụng, thở ra. Lên, hít sâu. Hai, thở ra. À, gồng bụng, không gồng vai nha, không gồng cổ. Lên, hít sâu. Ba, thở ra. Cuộn lưng xuống hả nhạc. Lên, hít sâu. Bốn, thở ra. Cuộn từng đốt sống xuống chạm sàn. Lên, hít sâu. Năm, thở ra. Gom chắc bụng lại, cuộn xuống, cuộn xuống, cuộn xuống. Lên, hít sâu. Sáu, thở ra. Hít sâu. Bảy, thở ra. Hít sâu. Tám, thở ra. Cuộn lưng ra sau. Hít sâu. Chín, thở ra. Lên, hít sâu. Mười, xiết cơ bụng thở ra. Giữ lại nào. Nâng hai chân lên luôn. Cân đối với đầu. Mông chạm sàn. Chiếc thuyền. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Nằm xuống luôn. Hít thở sau. Một bài nữa. Rồi, một đầu dây. Đưa chân trái. Trồng vào và nhớ kẹp vô ngón chân cái, chỉ để nó tuột. Hai tay ra sau gáy. Thở hết hơi ra một chân trái. Kéo dây co lên. Nâng đầu lên, hít sâu vào. Nâng chân phải lên. Rồi. Đổi chân. Đổi chân đạp dây, đổi chân xiết cơ bụng thở. Đổi. Hai. Đổi.
ba đổi chân co chân duỗi làng, chân co chân duỗi nhạn, hai chân hai đầu dây. Bốn đổi năm tay đan sao gáy đổi, sáu đổi bảy đổi cao chân lên kéo giãn nó ra, tám đổi chín đổi mười giữ lại năm bốn ba hai một, chân co chân duỗi đổi năm bốn ba hai một, hạ đầu xuống co gối vào, hai tay ôm gối, nhịp đầu gối lên massage cột sống, nâng đầu lên mũi chạm gối thở sâu, lấy dây ra bỏ qua một bên, hạ đầu xuống đặt hai bàn chân vào nhau, hai tay kẹp hai bàn chân lại, mở căng hai đầu gối ra hai bên, thở hết hơi ra, hít sâu vào lăn lưng lên gập người về trước, thở lăn ra sau, hít vào lăn lưng lên gập xuống, thở hít sâu vào lăn ra sau lên gập xuống, thở lần nữa, hít sâu vào lên thở ra gập xuống, giữ năm bốn ba hai một, hít sâu lăn ra sau, nắm tay chân lên rung 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 tự do, chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ căng hướng vào ngực, thấp bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu, từ ngón chân cho đến đỉnh đầu, nằm thoải mái sao cho khí huyết nó lưu thông được dễ dàng, cho nên tay không vươn cao hơn khỏi tim, không gác lên trên bụng. Nằm tập trung vào bài thư giãn, nghe hướng dẫn thư giãn thả lỏng đến đâu, tâm trí tập trung vào đến đó, nghe lời cô dẫn đến đâu, phải điều khiển được tâm trí mình đến đó, để bắt cơ thể mình phải thả lỏng ra, phải thả lỏng ra, phải kiểm soát cơ thể bằng tâm trí, không được suy nghĩ ở đâu. Cuối bài phải thư giãn thật sâu thì cơ thể mình mới khỏe được, mới nạp đầy đủ năng lượng, cân bằng huyết áp, điều hòa nhịp tim, cơ xương khớp của mình nãy giờ kéo căng ra, bây giờ là lúc cho nó sắp xếp trở lại. Bài thư giãn rất quan trọng, bỏ bài thư giãn là cả buổi tập của mình không đạt hiệu quả mà nó còn phản tác dụng nữa, cho nên lưu ý điều này. Hai chân mở rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay nữa, các ngón tay thả lỏng to tự nhiên, cảm nhận đợt sau và hai bàn chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng, hơi ấm đang lan tỏa lên hai chân, sự thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng, hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần lên ấm dần, tập trung vào đi nào, cảm nhận sâu hơn nữa đi nào.
lỏng cơ mông, thả lỏng cơ hơi ấm đang lan sở vô tình đốt sóng tư từ thương giảng và ấm áp đang lan tỏa dọc theo cột sống lưng lan tỏa vào bên trong thần tạng từng cơ quan nội tạng cũng đang được ấm dần bên ấm dần bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng hoàn mười đầu ngón tay đang ấm dần bên ấm dần lên và thư giãn ra hơi ấm là sự thư giãn đang lan tỏa lên bàn tay quỷ tay khớp vai hai cánh tay đang được thư giãn và ấm dần bên ấm dần tập trung vào cảm nhận sâu hơn nữa đi nào cảm nhận sâu vào hơi ấm đang lan tỏa lên vai lên cổ cơ vai cơ cổ đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn từng đốt sống cổ đang tập dần lên tập dần lên cảm nhận sâu vào đi nào một cảm giác cực dễ chịu vùng vai gáy cổ hơi ấm và sự thư giãn lan tỏa lên cằm lên môi lên mũi lên mắt lên chân mày lên trán và lên da đầu toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn thả lỏng sự thư giãn đang lan tỏa vào trong não bộ não đang được thư giãn và thả lỏng cảm nhận sâu vào cơ thể và thần kinh đang được thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ngón chân cơ thể các cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ tràn vào khắp cơ thể đang tràn đầy nguồn sinh lực cơ thể đang thực sự khỏe mạnh đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài cơ thể thật khỏe mạnh không bệnh tật nào xâm nhập được tự nói với chính mình như nào tự nhủ với chính mình cơ thể của tôi thật sự khỏe mạnh thật khỏe mạnh đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài cơ thể đang thư giãn và tràn đầy nguồn sức lực thả lỏng thả lỏng thả lỏng hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ từ từ nhúc nhích các ngón tay ngón chân đánh thức cơ thể nhúc nhích bàn tay bàn chân và nghiêng đầu qua bên phải và qua bên trái thư giãn thả lỏng cổ đi nào hai chân ghép sát hai tay đan lộn ngược bàn tay ghép cắm qua cổ đầu duỗi căng từ cẳng chân cho đến ngón tay co chân trái đạp bàn chân xuống nằm nghiêng người qua phải co tay phải chống đỡ đầu tay trái chống trước ngực co gối và hai tay đỡ người từ từ ngồi lên đưa hai tay lên massage cổ mắt khép lại cảm nhận sâu vừa xoa bóp massage cảm giác thật là dễ chịu xuống vai co bóp ở đâu tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu ở đó xuống tay dần xuống hai tay
hai chân. Thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra. Cổ nhẹ, bàn tay hơi cong lại, hơi cong lại, úp lại, gõ gọn. Nắm tay lại, đưa ra sau, mát xa hai quả thận, ở hai bên đây. Nắm tay lại và mát xa vào. Những lúc mình nghe ê ẩm lưng đau lưng, nắm nắm tay lại mát xa chứ không được vỗ vô, không được vỗ, không được đánh vô lưng nha. Tổn thương hai quả thận, tổn thương cuộc sống. Mời cả lớp nghỉ, chúc cả lớp luôn luôn khỏe, vui khỏe, trẻ, sống tích cực ha. Cô ơi, cái màn hình mẫu hôm nay sao nó không có? Sao không có hết, nó Không vẫn có, của em nó không có này, em không nhìn thấy cái gì luôn. như mọi khi chứ cô có làm gì đâu nè. Em quẹt qua mà em không thấy gì luôn. Đầu tiên thì có mà sau ra bao nhiêu người luôn. Quẹt qua trái, quẹt qua trái, quẹt cơ. Tới khi Đẹp nào vãi. không? Của chị cũng thế. Không có, đây này em không nhìn thấy cái gì Đúng để em tập rồi, luôn. không được. Khó chớn em.